Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Tạm biệt em bé quà tặng. Chúc mừng con này dễ thương quá. Đại đại, đồ chơi của em mua ở đâu vậy? Đây là quà năm mới mà mẹ tặng cho em. Cho mọi người xem quà năm mới mà ba mình tặng cho mình nè. Để à, con sao vậy? Ngoại ơi, anh Ngân Ngân nhận được rất nhiều quà năm mới, nhưng con chỉ nhận được một món. Đối với món quà nên có tâm bình thường, đừng quá coi trọng vật chất, sẽ ảnh hưởng đến tâm thái của bản thân. Nội ơi, để, mọi người xem ai tới kìa. Em bé quà tặng, gặp được bạn thật là quá tốt. Em bé quà tặng và tiểu sủng ca nói chuyện lâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhất định là chuyện lớn. Tiểu sủng ca đâu? Anh ấy bế quan một lúc. Em bé quà tặng, bạn đến là để tặng quà năm mới cho tụi mình phải không? Chuyện này, mau lấy quà tặng ra đi. Để, em không nên cả ngày chỉ biết nghĩ tới quà tặng, phải nhớ tới học tập chứ. Em mặc kệ, em muốn có quà. Để, bạn đừng gấp. Trước tiên, để mình suy nghĩ xem tặng quà gì mới được. Em bé quà tặng đã nghĩ cả ngày rồi, sao vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho chúng ta? Em bé quà tặng là khách, em đừng hối thúc em ấy. Không được, em phải đi hỏi cho rõ. Tiểu sống ca, em không biến ra được quà tặng, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Em bé quà tặng, bạn không biến ra được quà tặng nữa ha? Mọi người đều biết rồi sao? Em đừng lo, tụi anh sẽ giúp em. Tiểu sủng ca, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Em bé quà tặng không biết ra được quà tặng nữa là vì đã đánh mất tâm bình đẳng. Đạo đức kinh. Em dụng tâm, đọc dài lần. Nó có thể giúp em tìm lại tâm bình đẳng sao? Đúng vậy, tụi anh không làm phiền em nữa, em dụng tâm đọc đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không biết nên đọc đến bao giờ mình mới có thể tìm lại được tâm bình đẳng đây. Em bé quà tặng, bạn đọc thế nào rồi? Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đi thôi, không chừng ra ngoài đi dạo lại có thể nghĩ ra được cách. Đại, giúp anh mang cây bút lông này về nhà, đưa cho ba anh với. Chuyện này chúng ta mặc kệ anh ấy đi. Tại sao? Chuyện của mình thì mình phải tự làm. Ngư Ngư không phải đứa trẻ ngoan, chúng ta đừng để ý đến anh ấy. Nhà anh Ngư Ngư cũng gần đây, tụi mình cũng không bận gì, vẫn nên giúp anh ấy đi. Hả?
gì giúp đỡ họ, cho nên mới nhờ chúng ta đi đưa bút lông. Đúng vậy, chúng ta cũng qua đó giúp đi. Thế để, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn. Bạn hiểu điều gì vậy? Tại sao lại cảm ơn mình? Trong lòng mình nghĩ cái gì thì sẽ nhìn thấy cái đó. Không phải ngô ngô có vấn đề, mà là tâm của mình có vấn đề. Vậy thì có liên quan gì tới mình? Nhà bạn đưa mình ra ngoài, nên mình mới hiểu được đạo lý này. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Em bé quà tặng, bạn tặng mình món quà khác đi. Bạn không thích quà sao? Mình đâu phải con gái. Đúng, bạn thích quà tặng gì? Mình thích đồ chơi. Dễ ật. Thật tốt quá, mình vẫn muốn nữa. Còn muốn thêm sao? Anh Ngưu Ngưu nhận được nhiều quà tặng năm mới như vậy, mình chỉ có mỗi cái này. Vậy sao, được thôi. Mình còn muốn nữa. Không được tham lam như vậy. Mình đã giúp bạn rồi, bạn cũng giúp mình đi mà. Cậu xin bạn đó. Bạn còn muốn nữa sao? Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn bạn, em bé quà tặng. Bạn đi đâu vậy? Mình mang đi cho bạn bè xem. Đồ chơi của mình. Em bé quà tặng đâu rồi? Để em tìm em bé quà tặng sao? Dạ. Đi theo anh. Em bé quà tặng, bạn sao vậy? Em ấy đột nhiên hôn mê không tỉnh. Khi nãy bạn ấy còn khỏe mà, tặng em nhiều quà như vậy, sao đột nhiên lại ngất đi? Tại sao em ấy lại tặng quà cho em? Vì em giúp bạn ấy tìm lại tâm bình đẳng. Anh hiểu rồi, nhất định là em ấy vừa hồi phục lại tâm bình đẳng, đã dựa vào sự yêu ghét của bản thân mà tặng cho em rất nhiều quà. Pháp thuật sinh ra tác dụng phụ nghiêm trọng nên ngất đi. Nói như vậy là em hại em bé quà tặng sao? Những món quà mà em bé quà tặng tặng cho em đâu? Rơi xuống sông Hậu Thành bị nước cuốn đi rồi. Nội ơi, vào đi con. Con đã tìm thấy phương pháp chữa trị cho em bé quà tặng rồi. Phương pháp gì vậy Tiểu Sủng Ca? Anh mau nói đi. Ở sau trong bách hoa cốc có một loại hoa tên là hữu phong lai nghi, có thể giúp em bé quà tặng tỉnh lại. Tụi em đi ngay đây. Em cũng đi. Nhiều hoa như vậy, chúng ta đi đâu để tìm hữu phong lai nghi đây? Trên sách có viết hoa hữu phong lai nghi sẽ phát ra một mùi thơm rất đặc biệt. Mùi thơm đặc biệt sao? Mùi thơm đó sẽ khiến cho con người sinh ra ảo giác. Hay em nhất định phải giữ vững tư tưởng của mình. Đúng rồi, chính là mùi thơm này. Ở bên kia. Đồ chơi của mình. Nhiều đồ chơi như vậy, thật tốt quá, tốt quá. Quà tặng khó mà giữ được trong thời gian dài, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ mất đi. Đối với vật chất nên giữ tâm bình thường, đem tinh lực của bản thân dùng để tạo phước cho xã hội, giúp đỡ người khác. Như vậy mới có được sự tôn trọng vĩnh viễn của mọi người. Mình không thể cứ cả ngày nghĩ đến quà tặng. Mình không thể. Đây chính là hoa hữu phong lai nghi. Em bé quà tặng tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Em đang ở đâu vậy? Em nhớ là mình tặng quà lung tung rồi ngất đi. Và sau đó? Sao đó để hái được hoa hữu phong lai nghi về cứu em? Thật sao? Để cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình sẽ tặng bạn xin.
xin lỗi đại đại, mình không thể tặng quà lung tung được nữa. Không sao đâu em bé quà tặng, sau này mình sẽ không đòi quà lung tung nữa. Mình sẽ cố gắng học hành, tương lai là một người có cống hiến cho xã hội. Các bạn nhỏ thân mến, xem xong câu chuyện ngày hôm nay các em có thu hoạch gì không? Đúng rồi, chúng ta không thể cả ngày chỉ nghĩ đến vật chất và vui chơi. Chúng ta phải cố gắng học hành để tương lai cống hiến cho xã hội. Chỉ có như vậy mới nhận được sự tôn trọng và khẳng định của mọi người. Các em nhất định phải nhớ kỹ đó. Câu chuyện hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lần sau. Namo.